10 điểm review xin chào các bạn. Một chiếc xe taxi chở theo một người đàn ông đang đi trên cao tốc, bỗng dừng bị một đám xe khác lao tới chặn đầu lại. Từ trên xe một đám xã hội đen vội vã lao ra, ông trùm của bọn chúng cũng đích thân đi tới chỗ chiếc taxi đó. Anh ta vô cùng kích động, bởi vì người đàn ông trên xe là thằng bạn thân đã lâu không gặp của anh ta. Người đàn ông trông có vẻ bình thường này lại là bạn thân của một ông trùm xã hội đen khét tiếng. Anh ta được ông trùm quý trọng tới mức mấy tên đàn em chỉ dám liếc mắt nhìn đều, liền bị ông ta gọi ra cảnh cáo một trận. Không những thế, cơm no rượu say xong, đích thân ông trùm còn cõng anh ta về nhà. Rốt cuộc anh ta là ai và mối quan hệ của bọn họ là thế nào? Mời các bạn cùng 10 điểm review theo dõi hết bộ phim, được đánh giá là siêu kinh điển của điện ảnh Hàn Quốc này nhé. Câu chuyện này phải kể tới những năm 1976 ở Busan, Hàn Quốc. Trong những đứa trẻ con chạy theo chiếc xe nhà đầy khói này có 4 đứa trẻ. Một trong số chúng là Jun Suk, con trai của ông trùm xã hội đen số 1 Busan này. Cậu ta luôn được coi là thủ lĩnh của đám trẻ, vì chỉ một mình Jun Suk đã có thể cân 3 đứa lớn hơn tuổi. Đứa trẻ to cao nhất hội này là Jong Su. Jong Su và Jun Suk luôn kè kè với nhau trong những trò nghịch ngợm. Tiếp đến thằng nhóc áo kẻ là Jung Ho. Người cuối cùng là Sang Taek. Cậu ta là người đàn ông trên chiếc taxi mà đầu phim chúng ta đã nhắc tới. Bốn đứa trẻ này là một nhóm bạn gần như không thể tách rời. Chúng luôn bày ra những trò nghịch ngợm, phá làng phá xóm. Tưởng chừng câu chuyện chỉ đơn thuần ngây thơ đến như vậy. Thế rồi thời gian thấm thoát trôi qua mấy năm, lũ nhóc ngày xưa đã trải qua thời gian cấp 2 mỗi đứa một trường. Cho đến khi bọn chúng cùng vào một trường cấp 3, bộ tứ phá làng phá xóm ngày xưa một lần nữa tụ họp. Hôm nay ở trường diễn ra chương trình khai giảng năm mới, một nhóm nhạc nữ của trường biểu diễn một ca khúc vô cùng cuốn hút. Nhìn mấy cô gái này, đám con trai tuổi mới lớn ở dưới không khỏi mất hồn. Ngoại trừ Jung Ho thích cô nàng đánh đàn, ba ông còn lại là Sang Taek, Jun Suk và Jong Su đều rất ưng mắt cô gái đang hát. Ngay buổi học đầu tiên, Jung Ho đã bị thầy giáo để ý tới vì làm việc riêng trong giờ. Không chỉ anh ta ăn đòn, mà còn báo hại những anh em khác không thuộc bài bị chủ nhiệm tẩn cho một trận. Ông thầy này cũng quá ghê gớm, thẳng tay tát học sinh cháy ngún mặt, vừa đánh ông ta vừa hỏi nghề nghiệp của phụ huynh học sinh. Đến lượt Jong Su, mặc dù mặc cảm về việc gia đình mình làm nghề mai táng nhưng anh vẫn nói ra. Khi ông thầy thấy anh tỏ thái độ còn gọi lại tát thêm cái nữa. Người tiếp theo là Jun Suk, khi bị hỏi ông già làm gì, anh bảo bố mình làm xã hội đen. Ông thầy thấy thế sôi máu lên lôi anh ra đập cho một trận. Jun Suk không chịu được bật lại ông ta, sau đó rủ Jong Su cùng nhau bỏ về. Lúc này ông thầy hỏi lại mấy đứa học sinh bên dưới mới biết bố của Jun Suk là xã hội đen thật. Ông ta có chút rén, nhưng tên nhóc ở dưới lại dám bảo ông ta phạm phải sai lầm rồi, khiến ông ta giận cá chém thớt mà chút giận lên người cậu ta. Ngày hôm sau, Jung Ho bắt gặp Sang Taek trên xe bus. Anh mở lời mời Sang Taek cùng tham gia bữa tiệc ở nhà anh họ Jun Suk. Vì nhóm nhạc nữ ở buổi khai giảng kia có người là em họ của hắn, nên bọn họ cũng sẽ tới đó. Nghe thấy vậy Sang Taek không thể từ chối. Anh diện cho mình chiếc sơ mi mới cóng mà chỉ luôn cất cho dịp quan trọng, sau đó còn xịt nước hoa các thứ cho thơm tho. Bọn họ đến đó thì đội Jun Suk và Jong Su cũng đã ở đó rồi. Hai người vì bị kỷ luật nên đang bị đình chỉ dài hạn. Jun Suk cũng nhiệt tình giới thiệu anh với các cô gái. Anh bảo rằng Sang Taek là một sinh viên luôn dẫn đầu toàn trường khác hẳn với lũ lông bông như họ. Sau đó còn lấy chiếc khăn của Sang Taek ra chọc cười bọn họ. Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu mà chạy tới tắt nhạc đi. Thấy thái độ của Sang Taek như vậy, Jun Suk cùng anh ra ngoài nói chuyện. Thực ra Jun Suk không hề có ác ý với trò đùa như vậy. Anh chỉ mong Sang Taek đến đây là vì thăm mình chứ không phải vì mấy cô gái kia. Sang Taek thấy thế cũng xin lỗi Jun Suk, nhưng anh bảo bạn bè không phải xin lỗi nhau làm gì. Hơn nữa Jun Suk còn hỏi Sang Taek ngắm được cô gái nào trong đám bọn họ. Sang Taek cũng thành thật bảo rằng là Jin Suk. Thế là Jun Suk liền sắp xếp cho cô nàng ra một phòng riêng với Sang Taek, đúng là một người anh em tốt mặt. Tuy nhiên điều này lại khiến Jong Su cảm thấy khó chịu, vì anh cũng để ý tới Jin Suk. Bên phía này, Sang Taek và Jin Suk hai người một nam một nữ trong căn phòng tối khiến bầu không khí có chút ngượng ngùng. Sang Taek thấy vậy bèn với lấy cây đàn đánh một bản nhạc. Jin Suk thấy anh cũng biết chơi đàn cũng rất hứng thú. Cô bảo anh hãy hát cho mình một bài. Sang Taek ngây thơ cũng chiều lòng người đẹp. Điều này khiến Jin Suk bật cười. Cô nói rằng thực ra cô còn hơn tuổi anh cơ. Nhưng mà cô thấy anh rất thú vị, thế là tiến tới hôn anh. Sang Taek ban đầu ngượng ngùng là vậy nhưng sao có thể cưỡng lại được. Bọn họ vui vẻ là vậy nhưng cũng có người cảm thấy không vui. Jong Su ở trong nhà vệ sinh thái độ ra mặt hỏi Jun Suk tại sao lại làm thế. Jun Suk hỏi lại anh ta có chuyện gì. Sang Taek nói rằng tại sao lại đưa Jin Suk cho Sang Taek. Vì cậu ấy là bạn mình. Jong Su nghe thấy thế bực tức kéo anh lại hỏi rằng vậy còn tôi không phải bạn cậu ư. Thấy Jong Su dám tỏ thái độ, Jun Suk hỏi anh ta muốn chết à. Lúc này Jong Su cũng chỉ đành buông tay, nhưng trong lòng vẫn còn rất hậm hực. Sau chuyện ngày hôm ấy, Sang Taek nếm trải mùi vị tình yêu xong, từ một học sinh gương mẫu dám cả gan trốn học để đi chơi với Jin Suk. Khi hai người đang vui vẻ chơi đùa, một tên côn đồ trường khác nhìn chúng Jin Suk nên đi ra chọc ghẹo cô. Sang Taek từ xa thấy có thằng dám đụng vào người của mình nên lao tới đẩy ngã hắn ta. Tên côn đồ thấy vậy liền rút dao ra quay lại đe dọa Sang Taek. Hắn thấy anh chỉ là một học sinh bình thường, liền cả gan lấy anh làm trò cười. Ngay lúc này đám anh em của Sang Taek tới cho hắn một cước. Đối mặt với Jun Suk và Jong Su, đám côn đồ này làm gì dám ho he nửa câu. Bọn chúng sau đó bị dẫn ra cầu thang cho Sang Taek chút giận. Vì đứng trước mặt Jin Suk nên anh cũng nhiệt tình ra tay trả thù. Kế đến là Jong Su ra mặt tẩn thêm cho bọn chúng một trận. Bốn người bọn họ sau đó tụ tập uống rượu nói chuyện phiếm. Có thể thấy những người anh em xương máu này không vì gái mà đái lên tình nghĩa bao năm.
Bọn họ vẫn nhiệt tình ra mặt khi thấy anh em mình gặp chuyện, đúng là những người bạn không làm chúng ta thất vọng. Junsuk còn cẩn thận dặn dò Sang Tech rằng anh sẽ phải ra mặt đấu một trận với mấy thằng côn đồ kia lần nữa. Nếu không bọn chúng vẫn sẽ kiếm anh để trả thù, chỉ cần đánh đến khi chúng chấp nhận thua cuộc là được. Sang Tech cũng đồng ý, nhưng anh bảo với Junsuk rằng cậu cũng còn việc phải làm đó. Hôm sau Junsuk và Jong Su tìm gặp thầy chủ nhiệm, tất nhiên không phải để trả thù mà bọn họ xin lỗi để được học. Kết quả là ông thầy cũng không muốn gây khó dễ cho con trai ông trùm xã hội đen mà đồng ý. Thấy hai thằng bạn quay lại đi học, bọn họ liền tổ chức kế hoạch đi ăn mừng, nhưng làm gì bây giờ? Dung Ho đề xuất ý tưởng đi xem phim, thế là cả nhóm 4 người chạy đua hục mạng tới rạp chiếu phim, đứa nào thua sẽ phải xách cặp cho bọn họ nên ai lây đều dồn hết sức mà chạy. Ở đây đang có chương trình xem phim của đám học sinh trường khác, bọn họ lẻn vào bên trong để xem chuộc. Phim còn chưa chiếu nhưng mấy thằng nhóc trường khác cứ múa may trước mặt làm Jong Su nổi cáu. Anh chửi chúng một trận nhưng chẳng thằng nào dám đụng tới anh cả. Phía bên này Sang Tech và Dung Ho đi vệ sinh, ngay khi họ đang đọ xem họa mi ai to hơn thì đám côn đồ lần trước bị bọn anh đánh đi vào. Tên đại ca bọn chúng nhận ra Sang Tech, không nhiều lời bọn chúng liền lao lên đánh anh. Dung Ho chạy thoát ra được liền quay lại gọi Junsuk và Jong Su đi ứng cứu. Thấy thế bọn họ lập tức chạy vào bên trong đột phá vòng vây cứu lấy Sang Tech. Anh lúc này đã bị thương khá nặng nên họ chỉ có thể chạy trốn. Nhưng tất cả đám nam sinh trường này cũng ùa ra vậy lấy bọn họ. Chỉ với 4 người mà dám thách thức cả đám trẻ trâu này, nhưng bọn họ đã bị dồn vào đường cùng nên không còn cách nào khác. Lợi dụng cầu thang hẹp Jong Su và Sang Tech ra sức ngăn chặn mấy tên dám cả gan lao lên phía trên. Hai người họ dùng tất cả mọi thứ có thể dùng để tấn công lại bọn chúng. Cuối cùng thì bọn họ vẫn có thể thoát ra được khỏi vòng vây, nhưng kết quả là cả 3 người đều bị đuổi học. Chỉ riêng Sang Tech bị đình chỉ vì là người bị hại mà thôi. Jong Su ở bên này đang phụ giúp cha mình lau chùi cho xác chết, nhưng anh chán ghét cái công việc thấp kém này. Thế là Jong Su mặc kệ bố mình làm việc, anh bỏ đi lên trường mang theo một thanh sắt. Anh tức giận đập vỡ toàn bộ cửa kính ở hành lang, khiến đám học sinh và cả ban giám hiệu hoảng loạn chạy ra xem xét tình hình. Ông thầy chủ nhiệm định chạy ra ngăn cản, nhưng Jong Su chẳng hề nhẹ tay mà phang ngay cây gậy vào tủ trưng bày của trường. Đứng trước mặt bọn họ, Jong Su cảnh cáo tốt nhất đừng có cả gan đụng tới anh, nếu không thì đừng trách anh không nương tay. Sang Tech lúc này tìm tới Junsuk, anh đã lén lấy trộm một khoản tiền trong nhà để bỏ đi cùng với các anh em. Anh không thể để anh em vì mình mà chịu thiệt, trong khi mình lại là người duy nhất được bỏ qua như vậy. Junsuk thấy vậy cũng rất tôn trọng người bạn này của mình, nhưng anh bảo với Sang Tech rằng nếu đi theo anh thì cả hai sẽ đều trở thành những kẻ côn đồ phá hoại tương lai của bản thân mà thôi. Bản thân anh nhận thức được gia đình mình làm xã hội đen, anh cũng rất chán ghét chuyện đó. Mặc dù anh ta có rất nhiều người chú, nhưng chẳng ai dạy dỗ mình cả. Vì mẹ anh đã luôn phải điều trị trong bệnh viện, nên nếu chỉ cần một trong số những người chú kia gõ vào đầu anh một cái và bảo cho anh biết đúng sai là gì, thì có lẽ anh đã không trở thành một tên côn đồ như bây giờ. Sau hôm đó, Sang Tech trở về nhà, thời gian cứ thế trôi qua thêm 3 năm nữa. Lúc này Sang Tech và Dung Ho tìm tới nhà Junsuk để thăm anh, người mở cửa lúc này lại là Junsuk. Còn Dung Ho bên này đã trở nên tàn tạ, anh rất vui mừng khi được gặp lại những người bạn cũ của mình. Junsuk kể rằng mình và Junsuk đã kết hôn sau khi cả hai ngủ với nhau. Anh ta liên mồm chửi mắng cô, khiến Sang Tech phải đứng ra ngăn cản. Số phận của bọn họ bây giờ đã rất khác biệt, Junsuk trở nên tàn tạ như bây giờ là vì sa chân vào Mai Thúy. Còn Sang Tech và Dung Ho giờ đều đã trở thành sinh viên đại học. Junsuk đùa với hai người rằng, các cậu tương lai có giàu có nhớ chăm sóc cho anh khi liệt giường nhé. Lúc này Junsuk mang đồ ăn vào cho bọn họ, Junsuk thấy cô ta liếc mắt với Sang Tech thì nổi đóa lên chửi mắng. Junsuk uất ức chỉ có thể bỏ ra ngoài. Dung Ho vì có việc nên phải về trước, còn Sang Tech ra ngoài tâm sự với Junsuk. Cô nói rằng Junsuk trở nên như vậy từ khi mẹ anh ta mất. Anh ta đã không cho cô gọi điện báo với Sang Tech vì sợ làm phiền anh. Sau đó cô nhờ anh mua gì cho mình uống, vì cô muốn thấy cuộc sống sinh viên như thế nào. Có thể thấy Junsuk cũng đã chịu rất nhiều đau khổ rồi. Sang Tech quay lại với Junsuk, bây giờ anh mới hỏi thăm về những chuyện đã diễn ra trong 3 năm qua. Khi anh hỏi tới Jong Su, thì Junsuk trả lời rằng cậu ấy đang trong tù. Anh cũng đã ở trong đó 2 năm, vì cần lấy số má trong giới xã hội đen. Lúc Sang Tech còn đang trầm ngâm suy nghĩ, thì Junsuk hỏi anh có mang áo khoác không? Junsuk muốn ra ngoài mua thiệp Giáng sinh để viết cho người mẹ quá cố của mình. Đối với anh mẹ là tất cả, nhưng ông già của anh ta lại là một lão quái gở. Bà đã phải dành 5 năm cuối đời nằm trong viện, rồi chết mà không được một lần thăm. Từ sau khi mẹ anh mất, ông ta còn không cho anh đồng nào đến nỗi quần áo cũng không có mà mặc. Sang Tech sau đó dìu Junsuk đi mua thiệp. Junsuk nói với anh rằng hãy hứa với anh ta một điều. Vì Junsuk chỉ biết mỗi việc trở thành xã hội đen, vì vậy nếu có ai mà Sang Tech muốn khử thì hãy liên lạc với anh ấy. Nhưng đổi lại về già nếu Junsuk không chém giết được nữa, Sang Tech hãy hứa mua cho anh một chiếc taxi. Sang Tech thấy anh nói những điều kỳ lạ thì cũng can ngăn. Nhưng đối với Junsuk thì anh là người bạn tốt nhất, nên anh chỉ có thể nhờ Sang Tech mà thôi. Thế là Sang Tech đành phải chiều theo ý bạn mà nói một lời hứa. Từ sau lần hai người gặp nhau đấy, Jong Su bên này cuối cùng đã được ra tù, bố của anh đã đợi sẵn mang đậu phụ trắng cho anh ăn. Còn Junsuk thì tìm gặp tới một ông trùm Sang Gon, ông ta chính là người bán thuốc cho anh. Lần này anh quyết định bỏ thuốc và rời đi, thế là để cảnh cáo Junsuk hắn ta đã dùng con dao rạch cho anh một vết trên mặt. Dù bị chửi mắng và làm nhục như vậy, Junsuk vẫn cắn răng nhẫn nhìn mà rời đi. Ngay sau khi Junsuk rời khỏi băng đảng của Sang Gon thì Jong Su lại tìm tới lão.
hắn ta muốn thu nạp Jong-su vào làm việc cho mình. Lúc này Jong-su cũng đã hạ quyết tâm đi theo con đường tội lỗi này. Một thời gian sau bố của Jun-suk mất, anh chính thức là người thừa kế lại băng đảng của ông già mình. Đám tang lần này chỉ có Jong-su và Jung-ho đến viếng. Sang-taek lúc này đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nên không thể xin về phép được. Sau đó Jun-suk và Jong-su có ngồi lại tâm sự với nhau. Jong-su nói rằng ngày trước anh thường bị đám trẻ trâu châm chọc về nghề nghiệp của gia đình, nhưng Jun-suk không hề sợ mấy thằng hơn tuổi mà dám đứng ra đánh nhau với chúng để bảo vệ anh. Vì vậy Jong-su đã luôn khâm phục và đi theo anh từ đó. Nói đến đây anh bảo với Jun-suk rằng mình sẽ gia nhập băng của Sang-gon. Jun-suk nghe thấy vậy liền khuyên nhủ Jong-su không nên làm vậy, vì đám Sang-gon là lũ cặn bã khi bán cả thuốc cho trẻ em. Jong-su không hề quan tâm tới chuyện đó, anh chỉ cần có thể thoát ly khỏi việc mai táng của gia đình là được. Sau đó Jong-su bắt tay với Jun-suk rồi quay người rời đi. Jun-suk gọi với theo anh bảo rằng anh biết ơn sự giúp đỡ của bố Jong-su. Thế là hai người bạn tốt cứ thế mỗi người đi theo con đường riêng của mình. Lại vài năm nữa trôi qua, lúc này Sang-taek trở về tiếp tục việc học sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thì tình cờ gặp lại Jun-suk trên đường đi như cảnh ở đầu phim. Hai người lúc này vừa đi ăn vừa hàn huyên tâm sự, khi thấy mấy người khác trong quán nhìn mình. Jun-suk bảo rằng băng đảng cũng có sinh viên trao đổi đó, lạ lắm à mà nhìn. Thế là bọn họ sợ hãi vội vã rời khỏi. Sau đó anh bảo với Sang-taek rằng mình đã cai thuốc rồi, thời gian sau khi bố anh mất ai cũng nghĩ băng đảng sẽ sụp đổ. Nhưng Jun-suk đã vực dậy được nó. Anh không thu nạp thành viên mới, vì chỉ tuyển một đám côn đồ chỉ vì tiền vào băng đảng, nó sẽ chẳng thể nào phát triển được. Sang-taek nghe thế vậy thẳng thắn mắng anh chẳng là gì ngoài một tên côn đồ cả, cứ nói chuyện như một chiếc da vậy. Hai tên đàn em của Jun-suk nghe thấy vậy liền trừng mắt về phía Sang-taek. Anh nhìn thấy thế liền gọi hai tên đó đến để giáo huấn. Đối với Jun-suk thì Sang-taek là người bạn mà anh quý trọng nhất. Dám thái độ với Sang-taek cũng coi như là thái độ với anh. Sang-taek thấy không khí căng thẳng liền xin lỗi Jun-suk, nhưng anh vẫn câu nói cũ, bạn bè không phải xin lỗi nhau làm gì cả. Sau khi cơm no rượu say, Jun-suk đích thân cõng Sang-taek về nhà. Anh nói với Sang-taek rằng mình đã chờ ngày này để được trả ơn từ lâu lắm rồi. Sang-taek bảo với Jun-suk rằng vậy là được rồi, anh nên thả hai tên đàn em ra đi. Nhưng chúng nào dám ra ngoài, thế là hai cu cậu cứ thế ngồi trong cốp ra về. Mấy năm gần đây, chính phủ đang ra sức truy quét các băng đảng xã hội đen. Vì vậy hoạt động của bọn họ đều gặp rất nhiều khó khăn. Đối với băng của Jun-suk thì phải kinh doanh hải sản để kiếm thêm thu nhập. Còn bên phía của Jong-su thì thâu tóm các hoạt động kinh doanh bất động sản. Anh ta vì để giành được dự án cho tổ chức của mình, đã gài bẫy người phụ trách dự án của chính phủ, sau đó chụp lại hình ảnh thác loạn của ông ta để uy hiếp. Bọn họ cho những quả bóng xổ số vào trong tủ lạnh, sau đó dàn xếp để ông trùm Sang-gon có thể bốc trúng con số may mắn của dự án. Cách làm rất tinh vi. Nhưng lần này Jong-su đã chạm vào lợi ích của bên Jun-suk, bởi vì các ông trùm đứng sau anh cũng đang muốn nhảy vào miếng bánh phân lô bán nền này. Ông trùm này sau khi biết tin bị Jong-su nẫng tay trên rất tức giận, hắn ta giận cá chém thớt chút giận lên Jun-suk. Nhưng anh lúc này không phải là chú khốn nhỏ để hắn có thể lên giọng như vậy. Anh cho các đàn em ra ngoài, sau đó đặt con dao lên trước mặt hắn ta và cảnh cáo các ông lớn phía sau đã cho phép Jun-suk xử lý hắn ta, nhưng anh sẽ cho hắn một con đường sống nếu ngoan ngoãn chia lợi nhuận của các dự án cho bọn họ. Ông trùm thấy vậy cũng sợ hãi mà đổi giọng anh bạn à để xin giảng hòa. Vấn đề lúc này là việc băng Sang-gon đã có động thái đối đầu với Jun-suk. Đàn em của anh đề nghị xử lý cánh tay phải của hắn, cũng chính là Jong-su. Nhưng Jun-suk ngay lập tức từ chối, vì đám tang của cha anh Jong-su đã giúp đỡ rất nhiều. Là người sống tình cảm, Jun-suk không thể ra tay với bạn mình được. Anh sau đó tìm tới gặp Jong-su. Sắp tới bọn họ tổ chức buổi gặp mặt những anh em cũ, có cả Sang-taek và Jung-ho tham gia lần này. Tuy vậy Jong-su bảo rằng mình sẽ thu xếp vì anh đang rất bận. Jun-suk thấy vậy cũng chỉnh đành ra về. Tối đó bọn họ tụ tập tại một quán karaoke. Sang-taek nói với họ rằng anh sẽ ra nước ngoài học tiến sĩ 3 năm. Bọn họ nghe thấy vậy rất mừng cho người anh em của mình. Jun-suk để góp vui cho ngày đặc biệt này, anh đặc biệt lên hát một bài tủ. Còn Jung-ho và Sang-taek phía dưới trò chuyện, vì không thấy Jong-su tham gia nên Sang-taek đã hỏi tình hình của họ. Jung-ho nói với Sang-taek rằng mối quan hệ giữa Jun-suk và Jong-su đang ngày càng xấu đi, vì hiện tại hai thế lực của họ đang đối đầu lẫn nhau. Còn bên phía Jong-su lúc này đang xảy ra cãi vã với cha của mình, ông tức phát khóc vì con trai đi theo con đường bẩn thỉu ấy. Nhưng Jong-su nói rằng mình không muốn thành một người lau chùi xác chết, khiến cha anh cho anh một bạt tai. Jong-su sau đó tức giận chạy ra ngoài, anh đang định xé luôn số tiền mà mình mang về cho cha. Nhưng sau đó anh vẫn nghĩ lại mà mang nó trở về và đáp vào nhà, sau đó quay người rời đi. Ngày hôm sau cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại tố cáo nặc danh, bọn họ ập tới phòng tắm hơi bắt giữ chú của Jun-suk. Người thực hiện việc này là Jong-su, lúc này anh đang ngồi trầm tư bên bờ biển. Anh hỏi tên đàn em nếu một vận động viên bơi lội và một con rùa biển bơi thì ai sẽ giành chiến thắng. Tên đàn em không hiểu anh nói gì cả. Tối đó một chiếc ô tô dừng trước cửa nhà Jong-su, trên xe là ba tên thuộc hạ dưới trướng của ông chú của Jun-suk. Chúng biết việc Jong-su là người đã tố cáo ông chủ của mình, nên đã giấu Jun-suk tự ý đi trả thù anh. Đợi đêm khuya lúc Jong-su đã ngủ, bọn chúng đột nhập vào trong nhà nhẹ nhàng tìm tới phòng của anh. Nhưng lúc này đột nhiên Jong-su lao ra cầm gậy tấn công bọn chúng, hóa ra anh đã biết có kẻ đột nhập vào nhà. Anh thấy bọn chúng đều là người của băng Jun-suk, anh hỏi chúng có phải nghe lệnh của Jun-suk đến đây không. Bọn chúng không chịu khai nên Jong-su liền lấy dao cắt gân chúng. Hôm sau, Jun-suk dẫn theo mấy tên đàn em mới gia nhập băng đảng đến một nhà kho huấn luyện.
Anh nói với chúng rằng sẽ không thể giết ai với con dao nhỏ bé này, không cần quá to lớn. Chỉ cần một con dao sao in đã đủ để chúng giết một người rồi. Nhưng anh không biết rằng lúc này tại xưởng lạnh của mình, Dong Su dẫn theo đàn em của mình xông tới đây để trả thù. Đích thân Dong Su còn ra tay đâm chết đàn em thân tín của Jun Suk. Rất nhiều anh em khác cũng bị chém chết tàn nhẫn. Jun Suk ở trong đám tang của đàn em mình, lúc này nội tâm trong anh cũng đang rất phức tạp. Nhìn vào những mảnh tro tàn của đàn em, Jun Suk đã đưa ra quyết định cho mình. Ngày hôm đó cũng là ngày mà Sang Taek lên đường sang Mỹ du học, Jun Suk đã viết cho anh một bức thư. Trong đó Jun Suk nói với Sang Taek rằng anh rất muốn được quay lại khoảng thời gian tươi đẹp của bọn họ trước kia. Anh đã từng không biết ý nghĩa của bạn bè cho đến khi được thầy giáo viết định nghĩa lên bảng. Cha của Jun Suk đã từng bảo chân lý của một người đàn ông là sự trung thành, nhưng giờ anh không biết điều đó liệu có đúng. Anh nói rằng anh cũng sẽ đi du lịch một thời gian. Lá thư này Jun Suk cũng gửi tới cho Jung Ho. Sau đó Jun Suk tìm tới chỗ của Dong Su. Câu đầu tiên Jun Suk hỏi Dong Su là sao không tới bữa tiệc gặp mặt. Hôm nay Sang Taek sẽ đi Mỹ nên anh rủ Dong Su đi tiễn cùng mình. Tuy nhiên Dong Su lại tỏ ra chẳng thiết tha gì và nói rằng rất bận đến nỗi không viếng đám đàn em của anh được cơ mà. Jun Suk nói với Dong Su rằng có nhớ anh đã nói gì trong đám tang của cha mình không. Anh đã bảo với Dong Su rằng sẽ không bao giờ hận anh ấy, dù mọi thứ có trở nên thế nào. Nhưng hình như chúng ta đều không làm những gì chúng ta nói. Dong Su hỏi ngược lại Jun Suk, cậu đã ra lệnh cho đàn em xử mình ư? Jun Suk không trả lời, anh bảo rằng nay là ngày giỗ của cha mình, anh có một thỉnh cầu với Dong Su. Đó là hãy ra nước ngoài một thời gian, trong thời gian đó Jun Suk sẽ xử lý tất cả mớ hỗn độn này. Và khi Dong Su trở về Jun Suk sẽ để lại mọi thứ cho anh. Nhưng Dong Su không đồng ý mà bảo ngược lại Jun Suk rằng cậu hãy đi đi. Jun Suk đã nhận được câu trả lời cho mình, anh bảo với Dong Su rằng mình sẽ rời khỏi đây một thời gian. Sau đó quay người rời đi, nhưng ra đến cửa thì bị đám đàn em của Dong Su chặn lại. Dong Su lên tiếng bảo rằng nay là giỗ bố cậu ấy, bọn chúng mới để Jun Suk rời đi. Ra đến xe Jun Suk dừng lại một nhịp, anh rít nốt hơi thuốc trên tay rồi bỏ nó đi. Còn Dong Su sau khi nghĩ lại về những gì Jun Suk nói, anh liền gọi đàn em lấy xe cho mình ra sân bay. Anh quyết định sẽ cùng mọi người đi tiễn Sang Taek, bên ngoài cơn mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu ngớt. Dong Su vừa đi đến cạnh xe liền bị đám đàn em của Jun Suk mai phục xung quanh lao ra tấn công. Đến cả tên đàn em của anh cũng phản bội, anh ra sức vùng vẫy bỏ chạy. Một chiếc xe lao tới đâm vào bọn họ, kéo theo đó là chuỗi tai nạn. Nhưng bọn chúng không buông tha cho Dong Su, một tên đuổi theo tóm lấy đâm Dong Su liên tiếp. Mặc cho anh gào thét đau đớn dưới cơn mưa tầm tã, hắn điên cuồng đâm Dong Su, đâm và đâm. Đến khi chỉ còn chút hơi tàn trợn mắt bảo hắn mày đâm đủ rồi, mau cút đi thì hắn mới bỏ chạy. Một mình Dong Su ngồi đó từ từ chút hơi thở cuối cùng rồi gục ngã, máu của anh hòa vào làn nước mưa đỏ cả con đường. 3 năm sau Sang Taek từ nước ngoài trở về, những tin tức về vụ của Dong Su đã chẳng còn gì cả. Anh tìm tới chỗ của Jung Ho để hỏi đầu đuôi câu chuyện, Jun Suk sau chuyện đó đã rời đi biệt tích 2 năm. Trong thời gian ấy anh ta cũng ly hôn với Jin Suk, có lẽ Jun Suk đã bỏ trốn ra nước ngoài một thời gian. Nhưng băng đảng vẫn cố tìm anh ấy giáo giết, vì Jun Suk quá mệt mỏi với việc phải lẩn trốn. Anh đã phát tiết lên làm loạn tại một quán hát, lúc này tưởng chừng Jun Suk đã phát điên mà đánh mất hoàn toàn lý trí. Nhưng thực ra anh đã cố tình để bị bắt, Jung Ho và cha của Dong Su nhiều lần tìm tới anh. Bọn họ đều không tin Jun Suk là người đã giết Dong Su, bố của Dong Su còn nói rằng mình cũng coi anh như con trai của mình. Nghĩ tới việc Dong Su bị đâm hơn 30 nhát, mà đích thân ông là người lau chùi xác cho con trai mà không kìm được nước mắt. Còn Dong Su cũng ra sức dùng tiền và quan hệ mua chuộc thẩm phán, anh bảo với Jun Suk rằng Dong Su cũng là bạn của anh ấy. Nhưng nhất định Jun Suk phải bảo mình không liên quan gì tới vụ án này. Thế nhưng trong phiên tòa, khi nhận được câu hỏi của công tố viên về việc cái chết của Dong Su có phải do anh chỉ đạo, Jun Suk lại thẳng thắn thừa nhận khiến bên phía tòa cũng không biết phải làm gì. Jun Suk làm như vậy cũng chỉ để giảm án cho hai đàn em của mình. Sau phiên tòa Sang Taek tới thăm Jun Suk, anh không kìm lại nước mắt khi nhìn thấy bạn mình người chết người đi tù như vậy. Jun Suk xin lỗi Sang Taek vì để anh phải phiền lòng, nhưng Sang Taek bảo rằng bạn bè không có gì phải xin lỗi cả. Hai người tranh thủ thời gian hỏi thăm về gia đình của nhau một chút, em gái của Sang Taek đã sắp lấy chồng rồi. Jun Suk nghe thấy vậy còn đùa ngày xưa mẹ cậu còn định gả nó cho mình đấy. Nhưng có lẽ mình đã đánh mất cơ hội rồi, thế cậu đã có bạn gái chưa? Nếu chưa để mình giới thiệu cho, thời gian vui vẻ cũng chỉ được một chút. Trước khi tạm biệt Sang Taek hỏi Jun Suk tại sao lại làm như thế. Anh không hỏi tại sao Jun Suk lại giết Dong Su, mà tại sao lại nhận tội trên phiên tòa. Jun Suk lúc này nói rằng mình thấy nhục nhã. Dong Su và anh đều là xã hội đen, bọn họ đều vì không thể chịu nhục nhã. Sang Taek bảo với anh rằng mình sẽ trở lại. Jun Suk cũng đập tay lập lời hứa rồi trở về phòng giam. Anh bước đi mà đôi mắt ướt lệ nhìn về phía trước. Đoạn ký ức ngày thơ ấu của anh cùng với những người bạn lần nữa hiện lên. Bọn họ đang tranh luận về vận động viên bơi lội và rùa biển ai bơi nhanh hơn. Đây cũng là câu hỏi mà Dong Su hỏi đàn em của mình. Rốt cuộc thì chưa ai trong số họ có câu trả lời chính xác. Vì đã trôi xa bờ nên đám trẻ vội bơi lại bờ mà bỏ dở cuộc tranh luận này. Bộ phim tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ 10 điểm review nhé. Tạm biệt.